Hot Girl bắn cung Ánh Nguyệt đạt kết quả tốt ở Olympic 2024. Giống như ở Olympic Tokyo 2020, Ánh Nguyệt tiếp tục là vận động viên mở màn cho đoàn thể thao Việt Nam. Ở giải đấu cách đây 3 năm, cô đã giành 628 điểm để đứng thứ 49 vòng loại. Việc đứng thứ quá thấp ở vòng loại khiến cô gặp vận động viên rất mạnh của Nhật Bản là Hayakawa, thứ 16, ở vòng 1:32 và phải dừng bước. Còn ở Olympic 2024, thành tích của Ánh Nguyệt đã được cải thiện. Cô giành 648 điểm và xếp thứ 37. Điều này giúp cho cung thủ người Việt Nam dễ thở hơn ở vòng đấu tiếp theo. Theo đó, cô chỉ đụng độ với người xếp hạng 28 là cung thủ Fala Mobina, Iran. Đây không phải là đối thủ quá mạnh và cơ hội chiến thắng của Ánh Nguyệt có thể xảy ra. Ở vòng đấu loại trực tiếp, hai cung thủ thi đấu tối đa 5 set. Mỗi set bắn 3 mũi tên để tính tổng điểm. Vận động viên thắng sẽ được 2 điểm, hòa được 1 điểm. Người nào đạt 6 điểm trước sẽ thắng chung cuộc. Nếu hòa 5 năm sau 5 set, hai cung thủ sẽ bắn loạt tie break với 1 mũi tên. Ai bắn gần tâm nhất sẽ giành chiến thắng. Ngoài việc nỗ lực ở nội dung cá nhân, Ánh Nguyệt và Quốc Phong, cung thủ thi đấu ở nội dung cung 1 giây nam, cần cố gắng đạt tổng điểm tốt nhất có thể để lọt vào nhóm 16 cặp cung thủ thi đấu nội dung đồng đội hỗn hợp diễn ra vào ngày 2 tháng 8. Ở Olympic 2020, bộ đôi vận động viên Việt Nam chỉ đứng thứ 23/29 ở tổng điểm nam nữ và không thể tiếp tục thi đấu nội dung đồng đội hỗn hợp.